Xin chào anh chị và các bạn, tôi Ngọc đây. Đối với thời điểm này thì cái bất động sản mà có khai thác dòng tiền, đó là những cái bất động sản được những nhà đầu tư vô cùng săn đón. Và đối với lại những cái bất động sản ở trên đảo Long Phước thì hiện tại cái hiệu quả khai thác dòng tiền như thế nào, thì mời anh chị và các bạn sẽ theo chân Tony Ngọc và Tony Ngọc trong quá trình di chuyển ở trên mặt tiền đường Long Phước, và Tony Ngọc sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn những cái thông tin mà Tony Ngọc quan sát được. Và nếu như anh chị và các bạn thấy cái nội dung mà Tony Ngọc chia sẻ nó là hay hoặc là hữu ích hoặc có thể giúp đỡ cho được một ai đó, thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ cái đường link này đến người bạn đó. Và nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Tony Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ Tony Ngọc và đội ngũ team Coolen, góc nhìn đầu tư bất động sản. Đối với những nhà đầu tư bất động sản thì khi đầu tư một bất động sản thì chúng ta luôn luôn quan trọng hai yếu tố. Thứ nhất đó là lãi vốn, và thứ hai đó là dòng tiền. Lãi vốn đó là cái câu chuyện về mình mua 10 tỷ mình sẽ bán lại 20 tỷ trong thời gian bao nhiêu lâu. Còn đối với dòng tiền đó là cái khả năng sử dụng hay là cái khả năng khai thác của cái bất động sản đó như thế nào. Và đối với lại những cái bất động sản ở trên đảo Long Phước thì chúng ta cũng sẽ hiểu rằng đối với lại những cái bất động sản ở Long Phước thì nó có tính chất như những cái bất động sản vùng ven, thì đối với lại cái bất động sản ở trên đảo Long Phước gần như những nhà đầu tư thì họ sẽ kỳ vọng rằng nó sẽ là tăng trưởng về lãi vốn. Và ngoài ra thì đối với lại những cái bất động sản ở trên đảo Long Phước thì khá là nhiều cán bộ, những anh chị đã công tác ở trong nhà nước và đảm nhận những cái vị trí khá là cao, và hiện tại họ về hưu thì họ cũng sẽ về Long Phước, họ mua những cái bất động sản, họ làm những cái ngôi nhà thứ hai và có thể làm cái nơi để giao tiếp làm ăn ở những cái câu chuyện khác. Còn đối với lại những cái hiệu quả khai thác những cái mô hình ở trên đảo Long Phước thì gần như Tony Ngọc thấy rằng nó chỉ mang tính chất gọi là mang tính chất để là một cái tạo ra một cái sân chơi để giao lưu, để kết nối, và mình sẽ upsell vào một cái câu chuyện khác đấy. Thì đối với lại những cái quỹ đất ở trên mặt tiền đường Long Phước hay là những cái mặt tiền đường số 1 và đường số 4, số 5, thì như anh chị và các bạn quan sát đối với lại những cái bất động sản ở trên mặt tiền đường Long Phước như thế này thì đa phần hiện tại khi mà đường Long Phước nó mở rộng và cầu Long Đại kết nối với lại đảo Long Phước, thì cái thời điểm trước đó thì gần như họ chỉ để là một cái cục đất trống. Tuy nhiên sau khi mà cái đường Long Phước mở rộng và cái cầu Long Đại nó thông thì rất là nhiều anh chị chắc là trong thời điểm này cũng cần phải ra hàng, cần phải thoát hàng, nên họ trang trí lại rất là đẹp. Anh chị và các bạn quan sát thấy xây dựng vuông vức tường xung quanh. Ngoài cái câu chuyện để cải tạo cái lô đất của mình ra thì cũng giúp cho những cái gia chủ này đảm bảo được cái bất động sản của mình được toàn vẹn và tránh những cái tình trạng đó là lấn chiếm hoặc là sử dụng cái bất động sản của mình trái phép đối với lại những cái thửa đất liền kề. Thì đây cũng là một cái câu chuyện. Thì đối với lại những cái nhà đầu tư thì đa phần ở đây thì bất động sản đây thì đa phần nó là cái câu chuyện liên quan đến cái khái niệm thì ở đầu tư và đầu cơ thì nó cũng là một cái khái niệm mang tính chất tương đối. Thì có thể là khi Tony Ngọc dùng cái từ đầu tư, khi Tony Ngọc dùng cái từ đầu cơ, và mong quý anh chị và các bạn tiếp nhận những cái thông tin ở trong cái khía cạnh tích cực. Thì đối với lại những cái bất động sản đây thì anh chị và các bạn thấy rằng hiện tại thì trước đó thì cái cầu Long Đại chưa thông sang đảo Long Phước thì gần như đảo Long Phước nó là một cái con đường độc địa. Thì đối với lại những cái bất động sản ở mặt tiền đường Long Phước này gần như chưa có thể khai thác những cái loại hình dịch vụ được, và đa phần những cái gia chủ thì họ để những cái đất trống. Tuy nhiên thì đối với lại những cái bất động sản ở trên những cái mặt tiền đường số 1 hay là mặt tiền đường số 5 thì nó có yếu tố là mặt tiền đường sông Đồng Nai. Như anh chị và các bạn cũng biết rằng đối với đảo Long Phước thì được bao bọc bởi hai mặt tiền sông, đó là sông Tắc và sông Đồng Nai. Tuy nhiên thì mặt tiền đường số 1 và mặt tiền đường số 5
Và ngoài ra một số cái trục đường khác thì nó sẽ có những cái mặt tiền sông hoặc mặt tiền rạch, nó cũng gọi là tương đối thôi. Chứ còn nếu mà mặt tiền đường mà vừa mặt tiền đường vừa mặt tiền sông mà chính nhất thì nó là mặt tiền của đường số 1 và đường số 5. Thì đối với lại những cái bất động sản trên thì hiện tại các cái gia chủ thì có thể là cho thuê để làm homestay, hoặc là có thể làm farm, hoặc là có thể cho thuê để làm những cái khu du lịch sinh thái. Và gần như những cái hoạt động về du lịch ở trong cái thời điểm này thì như anh chị và các bạn cũng biết, hiện tại thị trường thì cái sức cầu thì cũng khá là yếu, và đối với những cái hoạt động này thì gần như Tuấn Ngọc thấy rằng chỉ thứ bảy chủ nhật không thôi thì nó cũng sẽ không kéo được cả tuần. Và đâu đó thì những cái gia chủ mà hoạt động những cái mảng như vậy thì đa phần nó là cái câu chuyện là một cái chỗ để giao lưu, là một cái chỗ để có thể mình kết nối, mình làm ăn ở những cái câu chuyện khác. Và đương nhiên thì những cái quán cà phê hay là những cái quán nhậu thì nó cũng sẽ có mang cái tính chất tương tự như vậy. Còn đối với lại cái dòng tiền ở trên những cái bất động sản ở đây thì Tuấn Ngọc đây là đối với dòng tiền những cái trên những bất động sản ở đây thì gần như là nó sẽ không có đáng kể. Và tuy nhiên thì cũng sẽ có những mô hình, ví dụ như có một số anh chị thì có thể là nuôi yến hoặc là một số những cái hoạt động đặc biệt khác thì tôi nghĩ không có thể đo lường được cái giá trị. Tuy nhiên nếu mà nhìn về mặt bằng chung thì đối với lại cái bất động sản tại đảo Long Phước, đa phần thì họ sẽ kỳ vọng vô giá trị tăng trưởng về cái lãi vốn là chính. Và ngoài ra thì một số anh chị thì đầu tư để làm một cái ngôi nhà thứ hai, đầu tư để làm một cái chỗ để giống như mình sẽ tạo ra được một cái cuộc chơi, mình tạo ra được cái nơi để cho anh em chiến hữu về hội tụ để có thể bàn bạc hoặc là làm ăn ở những cái câu chuyện riêng của những cái gia chủ ấy. Và nội dung thì Tuấn Ngọc chia sẻ đến đây thì cũng xin phép được kết thúc. Thì tóm lại thì đối với lại đầu tư bất động sản thì chúng ta quan trọng đến hai yếu tố, đó là dòng tiền và lại vốn. Thì đối với lại những cái bất động sản ở trên đảo Long Phước này thì đa phần là chúng ta phải kỳ vọng vào những yếu tố có thể tăng trưởng về lại vốn. Còn đối với dòng tiền hiện tại thì nó khá là thấp và gần như Tuấn Ngọc sẽ không có thể thống kê được. Và đa phần cái dòng tiền ở trên những cái bất động sản thì nó phụ thuộc vào cái câu chuyện là chủ của cái bất động sản đó là ai và họ có cái sự ảnh hưởng như thế nào để họ có thể họ khai thác những cái dòng tiền. Và đối với lại những cái câu chuyện như vậy thì nó không phải đại diện cho một cái mặt bằng chung của bất động sản của một thị trường thì Tuấn Ngọc cũng sẽ không có liệt kê vào đây. Và nếu như anh chị và các bạn đang xem video đây thấy cái nội dung Tuấn Ngọc chia sẻ là hay hoặc là hữu ích hoặc có thể giúp đỡ cho được một ai đó thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ cái đường link này đến người bạn đó. Và nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Tuấn Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Tuấn Ngọc và đội ngũ team Cullen góc nhìn đầu tư bất động sản. Tuấn Ngọc xin chào và hẹn gặp lại ở những video của tôi.